Ok, hôm nay anh em. Hôm nay thì lại một con game mới. Game có tên là Sengoku Dynasty. Triều đại của Sengoku. Này, này những trang template. Sengoku là một cái triều đại ở bên mà Nhật Bản. Thời kỳ cổ xưa thôi. Không biết chính xác nó như thế nào nữa. Chúng ta Wikipedia thử thôi. Đây. Wiki. Thời kỳ chiến quốc của Nhật Bản. Cái giai đoạn này kéo dài từ năm 1467 đến 1615. Tính ra là khoảng 48 năm à. 148 năm, coi như là 150 năm đi. Trước đó thì còn rất là nhiều thời đại nữa. Thì nói chung là thế kỷ 14 đến thế kỷ 16. Loạn Ōnin đó. Là cuộc nội chiến. Không biết ai hết. Nói chung là sử Việt thì còn biết chút chút chứ sử mà của Nhật Bản thì thôi. Đây, đây là cái thời đại mà người cho ông năm 1543 cho ra mắt kỹ thuật vũ khí mới là súng hỏa mai. Thì không biết trong con game này chúng ta có lên được tới cái súng hỏa mai này không? 1573 là vẫn trong cái giai đoạn này. Odo Oda Nobunaga, một cái vị tướng mà gắn liền với cái thời mạt phủ này, rất là nổi tiếng luôn. Thì chung quy chúng ta lướt sơ sơ thôi. Đây là tới đời của mà Hideyoshi nè. Nói chung là thời kỳ chiến quốc á. Thời kỳ chiến quốc. Cái tên này dịch ra tiếng Việt thì cũng ngầu đét ha. Đây là cái trang tem phép. Game này thì cũng mới ra mắt vào ngày 10 tháng 8 năm 23. Tức là cách đây khoảng một quý 4 năm. Vẫn đang giai đoạn Early Access nha. Con game này thì cũng là hầu hết cũng những người làm nên con game này á cũng là một số game thủ như chúng ta nè. Chứ không phải là một studio quá là chuyên nghiệp đâu. Tất nhiên là họ chuyên nghiệp nhưng mà không đến mức mà quy chuẩn quá rõ ràng như mấy game ba. Họ cũng là một số game thử như chúng ta thôi. Tôi vô trang mà template của họ, gồ vai của họ đầu thấy họ ghép trên chăm sóc cộng đồng cũng rất là chi tiết luôn. Đây. Game này thì bản Early Access. Nó na ná như con Dynasty hôm bữa tôi chơi á. Ủa không phải con gì đâu. Con gì cũng trung cổ nữa. Con này nè. Vẫn là cái chữ Dynasty nè. Cái thời kỳ trung cổ này thì bên Âu còn cái này thì bên Á chúng ta. Nên bây giờ chơi thử con game này. Coi thử hai bên nó có khác biệt gì nhiều không. Đây là cái gói Bundle của Survivor đúng không? À, co-op hai game luôn hả? Hay phết đó nha. Hai con game thời kỳ mà đó luôn. Top list nữa. Vậy là nhà phát hành bên đây là khác. Game thì đồ họa trông rất lỗ map nha. Mặc dù nó cổ cổ nhưng mà nhìn cũng vẫn được đó. Thì không biết con máy đôi nó có chạy nổi cái mức đồ họa setting cao cao một tí để cảm nhận không. Thì một con game sinh tồn, xây dựng, quản lý nhân viên tài nguyên gì đó. Hy vọng nó không quá chậm như con kia. Giai đoạn Early Access này thì sẽ kéo dài khoảng một năm. Nhưng mà chưa có chính xác thời điểm cụ thể cũng chưa chắc chắn nữa. Tại vì có nhiều thứ để phát triển. Ngoài ra còn hai cái bản này nữa à. Này nhắc đánh giá là không tốt đâu. À, đừng có tốn tiền của bạn nè. Thường mấy cái DLC đi kèm thì lại đưa vô những cái như thế này. Là mất chất game lắm. Gần đây không biết có bản cập nhật gì mới không? Hiện tại trong con game vẫn hơn 300 người đang chơi. Gần đây cũng không có cập nhật gì mới. Lượng người chơi nó dao động trung bình ổn định. Rồi vô game thử coi sao. Chúng tôi đang làm việc để cái màn hình loading này nó trở nên nhanh hơn. Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn. Chết tin. Bật FPS đồ lên coi ơi. Video. Brothers Vision mắc FPS thì chắc tôi phá lại ở mức chắc cố định nó mức 60 luôn đi. Tại con game này nó đâu có gần gì nhiều đâu. Mà dù 60 thì coi hơi một mắt đấy. Đồ họa thì cũng tương đối cao rồi. Rồi ok. Camera sắt này chắc để không. Audio lên nhạt nhẽo đâu nghe cho nó chất lượng rồi. New game. Bạn muốn bắt đầu trò chơi mới.
Cái bách giao này cũng rất là đẹp ha, trông rất là ảo ma luôn. Lớp game mà lâu dữ vậy ta. Dịch thử câu này ấy. Nhanh anh ơi. Hẹn gì hồi nãy dép vô là để một câu luôn. Chúng tôi đang cải thiện cái loading game đó. Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn chờ đợi đó. Chắc là load cái mớ tài nguyên upset đồ nó rất là nặng luôn. Hiện tại là nó đứng luôn đó. Hy vọng là đừng có gắt game. Rồi chúng ta vô này. Đây. Đại Mio no Ichizon wa kuni o hi no umi e to kaeta. Sore kara kokyō no mura o hanare hitotsuki. Michi naki michi o aruki tsuzuketa. Toku ni wa touzoku ni dekuwashi, aru mono wa yamai o wazuratta. Yuku sakizaki de miru koukei ga ikusa no osoroshisa o monogatatteita. Bây giờ dân làng này đi đến bất cứ cái chỗ nào thì chỗ đó cũng đều chiến tranh là bệnh dịch hết. Người già trẻ nhỏ và phụ nữ thì cũng phải đi luôn, bắt đầu cầu nguyện thôi. Nhưng mà đền thờ cũng đã bỏ hoang phế luôn rồi. Cầu nguyện thì cũng có hy vọng đó, hy vọng sẽ tìm được vùng đất mới. Những người này thì đi gặp một người dân đánh cá, sau đó thì lên thuyền của máy đi đến tìm một cái vùng đất mà có thể yên bình sống ở ngoài. Nhật Bản. Cái vùng đất đó ở đâu ta? Nó không dòm vô cái bản đồ để cho mình nhìn kỹ thế. À đây, vô game rồi đây. FPS khá là chát chúa luôn nên nhắc giảm cấu hình xuống thôi. TSG kỳ sụp Tetuge xa đau thì không cần nào. Kamiya sắt thì cũng không cần luôn. Bớt anh em giảm xa đau xuống là cái FPS nó ổn định liền luôn. Thực ra mấy con game như thế này á, xa đau nó nhìn lỗ mắt thôi. Anh em nhìn cái góc nhìn toàn cảnh rộng rộng á thì cái shadow nó không bằng anh em nhìn vô mấy cái góc cận cảnh chi tiết mấy cái vật thể. Rồi ẩn em biết đi, tạm ổn rồi, không có HUD hay gì trên ta. Đây nè, một chuyến đi là với cái hy vọng mới, nhưng mà hy vọng như thế này thì tôn quá rồi. Có loot được cái gì từ cái xác đầu không? Quần áo thì cũng mà chấp vá rất là nhiều nha, đúng kiểu mà nông dân khổ sở hồi xưa luôn. Đi trên cát này không để lại dấu chân. Chúng ta ở một cái vùng núi thôi, cảnh cũng rất là đẹp nữa. Còn máy yếu của tôi mà chạy được 60 fps thì chứng tỏ con game này tối ưu cũng rất là tốt rồi đó. Nó vừa mới góp rồi. Họ dẫn cho chúng ta một con đường để đi đến đâu đây. Đây, ai đây? Gái nè. Ủa sao không tương tác được là sao? À cái này là hướng dẫn cơ bản. Rồi một số cái đồ có thể gắp bằng tay thôi. Thu hoạch tài nguyên thì cũng bằng tay luôn. Ủa nhưng mà HUD hay gì đó. À nhấn nút F10, trời ơi con game. Hello. Anh cô bạn vẫn còn sống à? Này. Nhưng khi mà con tàu đến đây bị chìm đó. Đừng có di chuyển gì, bạn đang bị thương đó. Tội nghiệp em đó không? Anh cô này thì chắc là người cùng làng hay là vợ mình ta. Rồi, mình sẽ đi tìm cái tiếp diện đồ thôi. Sự trợ giúp này thôi. Bây giờ bắt đầu dựng cái campfire. Campfire là dạng cái gì ta?
cái lửa chạy á, thì anh em chơi mấy con game sâu thì rất quen với từ này rồi. Thì sau đó là dựng một cái túp lều để mà tránh gió cho mình. Còn một số cái công cụ đó thì sẽ quay trở lại sớm thôi. Em ơi, hôm nay có giúp gì không? Đừng lo, anh sẽ đi làm cái đó thôi. Bây giờ quan trọng là mình gần một cây rìu và búa. À đây, nhấn E để nhặt. Như mây sạch thì cũng khá đơn giản, nhưng mà nhặt đồ thì nó nhanh đó, không quá delay. Cây, rồi mình có thể chặt cây. Nhưng mà gấp đồ gấp sao ta? À, chuột vải nè. Xong rồi gấp cái này. Trời, chặt không không vậy? Ok. Chặt một cái cây thu hoạch gỗ. Cây nhỏ thì mình có thể chặt nó ra luôn. Trời, đốn cái gỗ cũng đẹp quá ha. Nè, đó. Mấy cái này thì mình không thu nhặt được. Bây giờ gấp tiếp một cây búa. Cây búa đây. Cái công cụ xây dựng cơ bản. Rồi, ok. Chuột giữa hả? Xài cái chuột giữa hả? Rất khó chịu nha. Ủa xem sao? Những cái búa gỗ của mình đâu? À, nhấn y vô là cái inventory của mình. Bây giờ búa gỗ à, để số 0 đi. Một số cái tài nguyên, cây đuốc. Cây đuốc thì chắc để số 9. Chuột phải là mở menu. Hồi nãy em nó kêu mình là làm một cái campfire với cái chạy đây. Cái này campfire đây. Đặt ở đây đây. 12, 25. Thiếu hai đá nữa. Đường gì mà toàn sỏi đá không vậy? Bây giờ tiếp tục là bui một cái trại, mình có miếng thịt hả? Đây. Tiếp tục chọn cái búa, chọn tiếp là cái liều nó nằm ở đâu ta? Đây phải không? Nắng hướng này chắc xây vô hướng này cho em nó đỡ nắng. Đây đây. Nhưng mà xây dưới đất cát rồi luôn á. Tên mình còn thiếu là thiếu hai cái gỗ và sáu cái cỏ. Cái cỏ là hái ở đây hả? À, cỏ là cái này. Sự hitbox của cái cỏ này nó khó chịu quá ta. Đây, giờ mới bấm được nè. Hồi nãy nó bị cái lỗi đơ đơ sao. Cảm giác như là nó bị lệch cái hitbox luôn. Rồi. Con gì? Tự nhiên có miếng thịt. Phan phan. Nãy là gấp. Đây. Gấp. Rồi nó chạy mất tiêu rồi. Chưa lên được cung đâu. Ủa? À. Con này cái cơ chế nó giống thịt như cái con mà trung cổ hồi bữa chơi luôn á. Rồi chúng ta có liều rồi. Cô dạy em ơi. Cảm thấy ổn chưa hơn chưa em? Đây. Em cảm thấy ổn hơn chưa? Đây.
Rồi kéo kéo mấy cái cửa sổ này gần cái. Thấy ổn hơn chưa? Đây. Cảm ơn, sẽ ổn thôi. Ở đây có ít cá tươi hả? Đâu, sẽ nấu cho mình. Ôi, cảm ơn em. Cái nguồn cung thực phẩm của mình thì đã để ở trên tàu hết rồi. Bây giờ không có còn cái gì cả. Trắng tay đó. Chúng ta không thể sống bằng cách là chạy vòng quanh xung đây được. Bây giờ tìm xung quanh đây. Xem có hòn đảo này, có những cây cao, có nước sạch. Không thấy quân lính của mà quân đội đâu hết. Rồi ok. Nói chung là cũng đỡ đó. Cuộc sống cơ cực thì vẫn còn đó thôi. Tôi tin là có một cái truyền thuyết nói về cái mà vương quốc của những người nông dân. Đây. Tôi vẫn tin vào cái điều ấy cho đến bây giờ luôn. Đấy, mình có thể tăng cái triều đại của mình lên bằng làm việc là xây dựng những cái công trình giống như mà cái con chuông cổ lần trước chơi vậy đó. Rồi, đi xung quanh coi có ai không? Hồi nãy mình nướng miếng thịt rồi phải không? Đây nè. Ủa, cá nướng à, em nó vừa nướng cho mình. Tốt quá. Này lông, lông vũ, này gỗ. Này chắc là dâu. Em đi bắt cá rồi. Bây giờ mình đi đến một cái ngôi làng gần nhất đó. Bắn thì mình có thể ngồi xuống đi đi chậm chậm giống tôi nãy đó. Đây cái này luôn là số 3, có cùng thì tôi sẽ đấy, có người cơ nhìn gì, nhìn gì con nai này, con hươu này đâm đít đó, đâm đít đó. Học ấy trời, hụt cái là nó không có nằm vị trí đó hả? Vậy chắc phải gấp hai cây à, gấp hai cây để cho nó nhớ cái vị trí đó. Ngoài con hươu, con dê, con nai này thì có cái cây ăn cỏ gì nó không? Tôi muốn săn bắn trước khi là gặp người dân để có gì người ta nói mình không biết. Cái thời chiến quốc của Nhật Bản là ở bên cái xứ sở này là có thỏ chưa ta? Mình có thể đào khoáng sản bằng những cái này. Cái này dạng như cái cỏ thôi. Thấy luôn. Thiếu gỗ. Thiếu mấy cái mảnh gỗ. Đi cái gì nữa? Trứng. Rồi lụm hết trứng luôn rồi. Độc ác. Này cho qua 4 đi. Cái liềm cắt cỏ để số 1, nhặt gỗ, nhặt đá là số 3. Đó, đào thử cục đá này. Này cũng là cục đá thôi. Mình lấy được 3 cục đá. Còn thử lại số 1. Gobo là cái gì đó? Những cái này vẫn là đá. Nhổ hết của người nông dân rồi. Kìa 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 kìa. Ơi, trả cái đây. Đó, tiếp theo chúng ta cần một con dao giống hệt game kia thôi. Dao này để số 8. Ở ngoài đời mà anh em săn được con này á, ăn lòi con mắt luôn. Có khi là cả tuần lễ luôn á. Còn trong game thì được có vài miếng thịt à.
Hồi nãy thấy có người dân lang thang đâu đây đâu rồi. Đây nè. Chào anh. Con này phải của anh không? Kabaga, yes. Bạn của tôi gần như là chết vì một cái chiếc thuyền nó bị vỡ. Tôi cần phải cái sự, tôi muốn là có một cái chỗ trú ân chân ở đây. Nhìn cái nhà quan phế kìa trời. Anh em nhìn 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái căn xung quanh nè. Đây có phải là vương quốc của người nông dân không? Họ gọi nó chúng tôi như thế à? Không phải là sao? Nghe thì trông nó giống vậy đó. Đây có lẽ là một cái vương quốc của người nông dân thiệt. Rồi, bây giờ mình sẽ yêu cầu giúp đỡ. Cái nãy là hỏi cốt truyện thôi. Rồi, tôi là thực sự cảm động vì cái việc bạn quan tâm đến những người bạn của mình. Chào mừng mình đến đây coi. Rồi, ok, tiếp 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 tiếp. Nó hỏi tại sao mà những ngôi làng xung ngôi nhà xung quanh đi vỡ như một cái tàn tích như thế này. Ủa có cái chuyện gì nó xảy ra à? Rồi ok, mình cứ sống bình thường như là được rồi. Không cần quá nhiều đâu. Hỏi nhiều quá. Có một cái chuông cũ ở trong cái đống đổ nát này. Cái chữ trắng này là mình hay là chữ vàng, hình như là mình, chữ trắng là thằng này đó, thằng Toshichi. Nó muốn bán cái đó nhưng mà quá nặng để mang đi. Rồi mình sẽ giúp nó làm cái đó thôi. Cần 20 cái mảnh gỗ để di chuyển cái chuông nó đem đi bán không? Chắc là tạo mấy con lăn hay là tấm ván gì đó. Tấm ván gỗ hả? Ủa không, nó kêu bằng cái rìu. Hết tài lực rồi. Bây giờ dọn hết cái khu này luôn hả trời. Đi. Ông đếp này cũng làm biến nè. Bấm bấm vài cái là biến mất luôn. Mấy cái nhà nào sập thì chắc mình dọn hết á. Nhà này cũng đẹp hết đó chứ, dọn đi nó cũng ổn. Nó cháy thành than luôn rồi, mình đập cái nhà mình được than luôn rồi. Đây là 7 thôi, tới 20 rồi. Trời, chặt cái trống lỏng cái khu này luôn vậy đó anh. Rồi gãy luôn đi kìa. Hết chỗ. Giúp y không? Con này này hơn là nó chạy trong gì rồi. Ủa vậy là xong rồi đó hả? Không thấy thịt thi là cái gì anh? Sung sướng quá, mình đi làm như con giòi á, nó ngồi quá. Hồi nãy là mình cái điều này có cái cây của mình đâu tiêu ta, nãy mình phi nó thì nó bay đâu vậy? Rồi đây nè, đây nè.
19 này. Cái nhà này nó là đủ. Ăn miếng dâu thôi. Nhấn nghe để ăn. Cái này là cái gì ta? Chỉ giá 2 tiền. Rồi nó lên chút xíu à, ăn miếng thịt nướng đi. 43 Fred Tham, 43 Fred Tham, cái này là cái gì ta? Cá nè, hồi nãy em nó cho mình cá nướng nè. Thịt 20 tiền. Dân làng cần 9 cái này hả? Dân làng cần 10 cái này là sao? Thôi, tiếp nhiệm vụ chính. Chừng nào tới thì nó sẽ hướng dẫn mấy cái phần đó sao? Con này cái thể lực nó tục rất là nhanh nha. Tục nhanh hơn con mà chung cổ châu Âu nữa. Chắc là nó kỳ thị chủng tộc. Dân châu Á mình mà không có sức khỏe bằng dân bản. Rồi ok, em chặt đủ 20 cho anh rồi nè. Có người dân làng nào khác ở đây không? Agatani là một cái cộng đồng những người nông dân mà thôi. Chúng tôi là không có gần người lạ gì đó. Nhiều chữ quá. Đây, tôi đã có đầy đủ cái tài nguyên để bạn sẽ đem đến chỗ cái tháp chuông này rồi. Đây là mình có cái tháp chuông thì mình có thể dựng được cái làng đó. Cái tháp chuông này là cái công trình kiến trúc rất là quan trọng. Mình có thể bui dân làng ở bất nguyên một cái làng của mình ở bất cứ đâu mình muốn luôn. Xây cái tháp chuông. Xây là mình phải cầm cái búa ra. Chỗ nào đất đẹp ta? Có khi làm luôn ngay đây á. Đất chỗ này cũng rất là đẹp nè. Ủa? Xây cái tháp chuông. Cái này công trình cơ bản. Cái này là cái gì? À, dạng như cái vỏ đun đồ mà nó làm từ 5 cái bó gom ra. Cái này là cam phai với cái nồi nấu. Phải có cái nồi nấu mới chế được cái đó. Cái này thì nó lớn hơn tí. Cái công trình phòng thủ. Sao lại phòng thủ nữa? Game này có combat đánh đấm nhau nữa gì? Công trình sản xuất, công trình dân cư. Cái này kho chứa. Nhà nhỏ. Ủa cái tháp chuông nó nằm đâu? Đây công trình cư dân nè. Đây cái tháp chuông mình còn thiếu hai gỗ. Tí nữa lấy. Cái dạng này như cái cổng đền của mình nhé. Nên xây ở cái trục đường chính đi. Ngay đây luôn. Đây ha. Cây chặt ở phía trên này đi. Để dưới cho nó đẹp. Nước đã phát chứ. Cái này có bị cây đè như bên kia không ta? Với là mình không có bị giới hạn trọng lượng nha. Có thể cầm thoải mái luôn. Ok. Vậy chúng ta tàn sát cái khu rừng này luôn thôi. Lâm tặc. Thể lực mình hồi chậm quá.
Ủa? À đây đây đây. Rồi. Giờ này có rất nhiều đá nha. Sau này kiếm đá thì lên đây. Vô đây chắc đủ rồi đó, về thôi. Game này thể lực nó tụt nhanh quá. Đây có cái gì đây? Ban ngày ban mặt mà giữa trưa đốt cái đó làm chi trời? Tốn gỗ. Ủa? À quên, phải móc cái này ra mới thấy công trình. Đó, đẹp chưa? T hả? Ủa không, T là di chuyển thôi, P là chuyển qua chế độ xây, chuột phải là cancel. Hai ngày còn lại cho đến khi là cái mùa nó thay đổi. What the? Phá tay anh cô. Một cái lỗi rất là thường thấy của anh Gil anh đi luôn. Không có continue. Trời ơi, công sức của tôi nãy giờ. Trả lời mấy chục gỗ của tôi. Phải thiệt, biết gì nãy là xếp game rồi. Tự nhiên rách cú rồi, chơi lại từ đầu luôn, game không có auto xếp nữa chứ. Đồ độc ác. 30 phút cuộc đời đã trôi qua một cách vô vọng. Lại bắt đầu cái màn hình loading kéo dài. Mình đập thêm mấy chục căn nhà nữa chứ. Lấy được 20 tấm ván ép. Xong rồi xây cái tháp chuông rồi đi chặt 20 gỗ trên núi, săn được 2 con hun, cuối cùng công giả tràng sẽ cát hết. Đại Miêu nội chi dòng và Kuni hi no umi e to kai da. Đồ độc ác, đồ độc ác. Công việc làm nông vất vả, công sức vừa săn 2 con hươu nữa chứ. Châu đây, châu tạo từ cỏ à. Trời ơi. Chế búa gỗ. Chế luôn cây xiên cá này. Chế thêm cây nữa cho chắc ăn. Cái diều này thiếu một cái tích. Tích thì đã đóng nằm dưới gỗ đây. Bây giờ chúng ta sẽ phép doanh để thôi. Cái toàn phía đây thì chưa cần, tí nữa đi. Cái nhiều đá thì cần hơi nhiều quá. Rồi bây giờ để cái này vô vị trí số 4. Tí nữa xiên cái con kia, cái này thì số 0. Thêm dấu gạch vô bằng luôn á. Này số 9.
Tao phải chặt thêm vài cây nữa hay gì đó. Sao tự nhiên nó đánh hoài vậy? Như mà siêu nhân vậy đó. Người hồi xưa không cây này cái gì nó đỏ đẹp quá ta. Không lấy được. Cái này cái gobo gì đó. Ship game, ship game, ship game. Có mà auto save không đó. Gameplay này auto save đâu. Bật chế độ cheat. Chắc ngồi nữa tôi bật cái này lên luôn á. Không có auto save. Chú không, chuyển qua cây búa, bắt đầu vui cái campfire. Tiếp tục chuyển qua cái này, vui cái liều. Ok em. Mình nói chuyện đi. Rồi nói chuyện rất là nhanh luôn, siêu tốc luôn. Rồi đi tìm cái dân làng ở gần. Phép gân. Chúng ta phép gân lại cái đoạn nãy. Ý, ông nó câu cá kìa. Anh ơi. Anh ơi. Đây có phải là cái thành phố người nông dân không? Ủa, ông muốn nói chuyện với thịt cái thằng trong kia vậy? Ờ anh ra ngoài anh câu đi, em coi trong đây có gì không. Có tính là bị trộm không ta? Khoan, xếp game chứ không cái. Trộm. Không, không có hiện gì hết, vậy là mình chỉ mượn thôi. Bye bye anh. Ủa sao nghĩ hiện cái dấu chấm than trên đầu ta? Ừ giờ mới hiện. F5 thường giống mấy con game xếp nhanh là F5. Con game này không có. Ủa nó kêu gấp một cái Adagia là cái gì? À cái này là công cụ chuyên về dọn dẹp cũng được. Nó đâu rồi ta? Đây số 5. Cái gì? Ủa cái này mà sao đúng mà tên ai đi ra đúng mà thôi xài cái cây dừa kia đi màu mè hướng dẫn đồng bảy có thể lực này đợi nó hồi. Ok cái nhà này trái hình than nên chúng ta chặt vô là vừa ra gỗ vừa ra than mà. Được 13. Trung bình một cái là 4 thì chặt hai cái nữa.
có đủ nguyên vật liệu cho anh rồi. Nãy cái chuông nó nằm trong đây mà, ở đây nè. Chép game. Rồi, tháp đã thành công. Mình có bắt đầu là tiếp tục cái bui một căn nhà thôi, không có dành thời gian là để nhông nhông ngoài này nữa. Sau khi nhìn thấy căn nhà cháy rụi là bởi những cái quân lính của bọn lĩnh chúa đó. Đó. Mình cũng khôi phục cái lại thôi. Bây giờ nhà mình thì chắc xây ở chỗ này đi. Dọn cái căn này luôn. Dọn hết khu này đi cho nó sạch sẽ, mà mình phân lô kẻ nền bán nó mới có giá. Hai gỗ à. Game đúng kiểu làm cu ly luôn. Thiếu đá à? Thiếu đá thì mình phải gắp cây mà này nó. Cái cây chặt đá lại cần đá. Này số 4 rồi, cái cây mới gắp đâu ta? Đây không? Tội nghiệp dân làng, nó phóng quả một cái là tan banh hết. Ây da, nó nhiều quá. Mấy cái căn này là nó mất lịch sử nhất luôn. Đứng như đó làm gì ta? Rồi, chép game, chép game. Làng. Bây giờ xây căn nhà. Chuột phải, chọn bui đinh. Công trình dục vụ đây, nhà ở đây, căn nhà nhỏ. Mình có thể chỉnh sửa cái công trình bui đinh đó bằng cái cách nào đó. Ở đây coi như là cái cổng chào đấy. Thì cái lộ chính là đi cái đường này. Nhà của chúng ta sẽ ngay cái mặt tiền là ngay đây. Ok. Còn cái gì? Cháo gỗ nữa em này,
Yugi, xa Yugi, xin chào. Cái gì? Công chúa của chúng tôi nó tự do hả? Cái đằng kia là cái giá treo cổ. Cái ga lao này hình như là cái giá treo cổ. Cái giá của sự tự do. Cái này chữ giá nhìn ra sao? Chữ ghiêng kết công chúa không biết nữa. Đây là cái giá của sự tự do thôi. Rồi, nó tử hình cái ông đó rồi. Tôi đã chứng kiến bằng chính con mắt của mình, tôi sẽ không bao giờ quên nó được. Làm sao? Cái mà khi mà Kiki nó nổi dậy thì không biết nó có làm mọi người ở đây sống tốt hơn không? Hay là quên vô là một tên cướp à? Quên vô là một tên cướp à? Thì không phải. Quên vô đánh với cái gì? Muốn mọi người đi cùng nhau thôi. Vẫn là kể chuyện về cái câu làng, ngôi làng này. Không chắc nữa. Không biết là cái hành động của anh ấy có làm cái ngôi làng này nó tốt hơn không? Cuộc sống của người dân thì có trở nên là cải thiện gì không? Rồi, kế hoạch lớn đó thì mình sẽ tiếp tục. Sao dân làng gì ra đây đứng thảnh thơi quá vậy? Còn mình thì làm học máu mồm. Ờ, đi lấy gỗ quên đó. Xếp game. Cái cây này ở gần làng cũng đẹp. Thôi, tha nó đi. Mình lên cây trên này. Ủa, số 3, nãy mới đổi quên. Quá kỹ thuật. Cái cây với cục đá nó dính vô hay gì? Đi chứng 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 chứng. Lấy luôn cái tổ, độc ác. Lút chứng lút luôn cái tổ nữa chứ. Và hình như hơi nhiều đó nha. Còn nữa không? Có hai cái tổ trứng thôi. Xếp game đi. Bị gạch một lần cái ám ảnh tôi luôn á. Chút xíu là phải xếp một lần à. Game này không có auto xếp nữa chứ. Cục đá bự hơn chút thì mình cần phải có cái mà cây cuốc bằng đá, bằng thép, bằng sắt á. Cục nhỏ gì thì chắc được nè, còn cục bự như nãy không được. Nhưng mà đập mấy cục này đi đụng nó còn nhanh hơn. Đi lên đây có con thú gì để mình săn không? Kìa có con hươu nè, nó hơi xa, tí nữa đi. Trời ơi, hết chỗ chứa rồi. À, mình có thể dục bớt mấy cái đồ này ra. Ai gì dục thì chúng ta đưa vào bao tử. Với lại hồi nãy tôi thấy có cái gáp cái gì đó. Không, cái gáp đó ở ngoài.
Game có bản đồ không? Có luôn. Ô. Cái gì? Con gà cái gì? Trong này có chắc ăn là có cái gì đó trong này nè. Đây là con hươu nè. Đây là con thỏ, nãy giờ có thấy con thỏ nào đâu. Tôi không nghĩ là game này có con thỏ đâu á. Đổi tên đàn đúng trời. Cái tên đàn gì tên là Laser Village. Ủa? Unlock có được đâu. Khoan khoan. Giá thấp hơn 5%. Mình có thể unlock một cái. Thời gian chế tác thì nó trừ 15% không. Chiến binh chưa có chiến đấu gì hết nên chưa có điểm nào ta. Mưa cái gì? Đó, chỗ trống rồi. Trời, mưa ở dân làng vẫn đứng đây chiêu đúng chiêu luôn. Nhà cũng đẹp quá chứ. Chứ không phèn phèn như cái chung khổ kia. Trời ơi, xây cái này đúng mệt luôn á. Sắp hết mấy miếng ván rồi nè. Hết mấy miếng ván rồi mình phải đi qua anh kia. Vừa đủ miếng ván luôn. Miếng thì chắc chọn ba căn nhà nữa là đủ. Thì máy cho cái căn nhà của mình. Ok, chúng ta đã có căn nhà đầu tiên. Gỗ hình như là phải chặt mấy cái gỗ này ra nữa. Gom gà.
Gom thì hồi nãy là mình chế bằng bàn tay hay gì đó. Đây thiếu cỏ rồi. Mấy gom ta? 16 gom nữa. Mình làm muốn chết bà vậy đó. Mấy anh nó cứ đứng chơi coi, bất chấp trời mưa tụi nó cũng đứng chơi và dòm trong, đúng là thoải mái thư giãn luôn. Làm việc rồi đi chớ mấy anh. Còn cái em kia của mình ở đâu bên bển luôn ta? Cầm búa em gõ đầu anh nè, em đi vô nhà không? Rồi chúc mừng, mình đã mở được một số cái công trình mới. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi, tôi muốn xây dựng một cái chốn yên bình dành cho tất cả mọi người. Tất cả mọi người, đúng vậy, cho gia đình của tôi, bạn bè, hàng xóm và tất cả mọi người đến từ nơi khác, những người tha phương giống như là tôi. Nghe thì có vẻ rất là viển vông đó. Tin tưởng em đi anh ơi, em nói được làm được, bởi vì đây là game em chơi. Nâng cái mà danh tiếng của người làng mình lên level 5 bằng cách giúp đỡ là những cái cư dân trong cái này. Cho em ở trong cái web top. Người lần đầu tiên cần giúp đỡ là Ako. Hãy nói với tôi về chiến binh. Rồi. Anh ấy là chiến binh nhưng mà bị ghét bởi tất cả những người khác Chiyome, một Miko. Miko là dạng như người giữ đền ở bên bển, nó giống như là tu sĩ á. Cô ấy là một người phụ nữ rất là thanh lịch, dịu dàng, thanh lịch dịu dàng hay là quý cô gì đó. Rồi tiếp tục, mình đi giúp bao nhiêu người bây giờ, đi làm cu ly hả? Ê, ta là sao đó, Matsumagu là một ê ta đầy tự trọng và kiêu hãnh, đến từ cái Segi chắc là một cái vùng đất nào đó thôi. Sao nói chuyện tôn giáo tín ngưỡng nhiều lắm vậy? Anh ấy chuyên làm những công việc mà thường là đánh về cái mặt tâm lý tinh thần hơn, giống như là chôn cất người chết hoặc là xử lý mấy cái xác động vật. Chỉ những người mà có một cái tín ngưỡng rất là lớn mới làm được những điều này. Tôi nghĩ anh ấy là có một cái điều gì đó đặc biệt. Rồi ok, tuyển dụng dân làng thì mình không có làm việc một mình trong cái thành phố đó, trong cái ngôi làng của mình. Dân làng cần, tức là cần cái gì thì mình phải chu cấp cái đó cho những dân làng. Dân làng sẽ sản xuất ra cái gì đó. Rồi ok, đấy đủ rồi. Aco là phải cái em đầu tiên ở đây không?
đi đón em Aku về. Trời mưa em nó nằm nó tụp liều ở ngoài. Chà, lửa vẫn cháy không? Chúng ta có thể có cái gì đó để mượn tạm trong cái thời gian sinh hoạt này không? Đi 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 đi, không ai thấy hết. Aku ơi, Aku à, ở đây có đường đi lên đó nè nha. Sao lên đây mà nó góp FPS dữ vậy ta? Kìa. Thôi, từ từ. Nãy có khi xây làng của mình ở trên này nó đẹp hơn á. Cái dốc núi này đúng là danh lam thắng cảnh luôn. Ê. Người làng em ơi. Rồi, chúng ta đã có nhà. Sao mà mời em nó về nhà được? Không lẽ mình về là em nó tự về? Đi em ơi. Nói chuyện rồi mà em nó không về là với mình là không. Bây giờ giúp đỡ người dân để đạt được cái danh tiếng này vài năm đã. Anh này cần gì giúp gì không anh? Nãy em thấy có ăn trộm, nó trộm cái rượu sake của anh á. Trời ơi, giờ nó mới auto xếp nè. Nó cho mình một tí thịt cá để cầm gự qua cái mùa này. Mưa gì mưa hoài vậy, đường phố nó lầy lội hết. 65m ở đây có người cần giúp. Nhà này khang trang quá không? Trả bù cho cái nhà của mình. Tôi đã xin nói bạn cần giúp đỡ cái gì đó. Nãy nó chút hơi thở cuối cùng rồi. Anh ấy từ chối rời khỏi cái Saburi khi mà căn nhà của anh ấy bị cháy rồi đổ sập xuống nọt. Tội nghiệp không? Mata là một cái thầy thuốc bản địa ở đây.
không tin điều cô ấy, nhưng mà một số lời nắm thì có thể là có tác dụng quá nhiều đó. Bạn sẽ không biết cái chuyện gì xảy ra khi mà ăn cái đồ ăn của cô ấy đâu. Nếu uống cái mà thuốc của cô ấy, chết đến nơi rồi, lo quá. Thôi, tội nghiệp, mình học sắp chết rồi, mình xốp cá cho ổng nữa mới con lắm. Quét. Shader quét. Chả có shader nào cả. Trời ơi, cái nhà đang banh anh em nó giữ cái láng nè. Bạn sống ở đây à? Ôi, xin chào. Bạn là cái người là sống sót, một cái linh hồn sống sót lại từ cái chuyến tàu đổ vỡ phải không? Đây là cái khu vườn của tôi. Không có quả nào trong năm nay hả? Tội nghiệp không? Trong cái dân làng như đã chết rồi. Một người đàn ông nên chết thì tôi muốn em giúp coi. Chính xác là anh ấy bị cái gì? Anh ấy ăn phải cái nấm độc mà anh ấy nhặt được trong cái khu rừng. Bạn muốn nói thì đi cô bay phải không? Một dược sư thì có thể một cái phương thuốc có thể giúp anh ấy, nhưng mà nó rất là khó khăn thôi. Ok. Cơ hội sống sót thì rất là nhỏ nhoi, nhưng mà vẫn phải thử. Mình coi. Này chọn cái nào ta? Một là mình chiều theo cái mong muốn của cái ông ấy hơn là cái nỗi đau của ông, tức là có thể bỏ ông chết luôn đó. Còn hai là sẽ đón chờ cơ hội cho ông ấy sống thôi. Rồi, hiểu rồi. Mang cho tôi một vài cái rễ cây của Gobo. Nó thì có rất là nhiều ở cái khu rừng trong đây. Có thể tìm kiếm được nó trong khu rừng. Có nè em ơi. Nãy giờ anh hái nhiều lắm. Đây. Được rồi, còn một lúc xong rồi, nhắm vậy. Đem về Hiobi. Làm việc từ sáng đến tối luôn. Sao Yuki? Sao không nói chuyện gì với anh vậy em? Vô nhà đi, nhà của chúng ta nè. Có một cái chăn nè, nên mình ngủ chung ha. Ngủ đi, sáng mai đưa thuốc cho ông. Có món trứng luôn đó hả? Cũng được. Ăn món này. Không có tăng lên nhiều danh gì. Không có tăng bao nhiêu luôn. Mọi chỉ số đều hấp súng luôn. Đây, thuốc của cụ đây. Uống nó đi. Uống nó nhanh. Không uống mày sẽ chết đó. Rồi, mở được cái công trình mà lưới bắt cá rồi nè. Chưa chưa chưa. Kỹ năng của anh là gì? Đi nát ti táp đấy hả? Mình có thể quản lý cư dân của mình.
Người lớn một. Cư dân thì cần có thịt, chỉ là mình phải đi săn này. Bây giờ cư dân cần cái gì đây? Thịt đây đó hả? Đang rất là buồn. Cái này cái triều đại của mình, tôi muốn đổi tên cái nhà quá. Đây là cách để chỉ việc gán công việc cho em nó. Cư dân mình chỉ có tối đa là 4 người thôi, xây được 40 công trình. Ủa sao tối thui nữa này, mới ngủ gì mà. Đó, vợ đảm chưa, ở trong nhà nấu. Tắm cái bó gồm nhân ép chọn tắm hè. Trời, bây giờ đang sáng hay đang tối vậy? Mình mới đi là sáng hay tối ta? Đây, bây giờ là buổi sáng, trời rất là nhiều mây. Năm thứ nhất mùa xuân. Nên đi săn cái đã. Thiêu gỗ. Trời, giờ thiếu mấy cái que gỗ nữa. Nó chạy về nhà lấy. Hai chục bó gôm. Gôm này có ai để đây vậy?
là đi săn hươu thôi. À, đi bắt cá ta. Thôi thì thích bắt cá hơn là đi săn mấy con đó. Không, không có cầm cây đi xuyên xuyên như nhà ta được. Chào em, Miko. Dễ thương vậy. Chiyomi, xin chào. Bạn làm gì ở đây? Tôi là một cái gì người giữ đền á, nữ tu sĩ ở cái đền thờ này thôi. Cái đền thờ đó gọi là cái gì, Inagi, nữ thần của mà mùa màng và sự thịnh vượng thu hoạch phải không. Tôi bị đám tàu gần ở đây, tôi là một trong số những người sống sót rồi đó. Tôi biết tôi đã nghe về bạn rồi, một người sống sót, hy vọng bạn sẽ là tìm thấy cái điều cần thiết. Tôi hy vọng là sẽ có một cuộc sống mới ở cái mà vùng đất ở nông dân này. Làm gì cứ chăm chỉ đó, tôi sẽ cầu nguyện cho bạn. Tôi nghe nói em cần giúp đỡ gì, không có ai ở đây. Inagi cử một vài con cáo đến để bảo vệ mấy cái cây trồng mùa màng ở đây. Nhưng cáo thì có thể làm gì khi mà bị những người khác đốt cái ruộng đồng của mình? Tìm một vài giá trứng, nấu nó ở tại cái campfire. Trứng có rồi. Có nè em. Rồi trứng bỏ nhà ơi. Rồi em về đấy. Cái này nó có hồi lại không ta? Của nhà mình, nhà đây phải không? Nấu rồi luôn rồi nè. Em nó đâu có tiêu rồi. Đi theo con đường đến làng, băng qua một cái cây cầu bị vỡ, rẽ trái bạn sẽ nhìn thấy cái đền thờ đó, cái khoảng cách từ đó. Rồi ok. Game này nhìn cảnh nó cũng đẹp hết đó chứ. Cây cầu bị gãy, đi tới bên trái bên đây hả? Đâu vậy? Chắc ở trên đó. À kìa phải không? Đó kìa. Đây cái đền thờ đây. Cái đền thờ Kami và cái lời cầu nguyện. Theo hướng dẫn mình thì mình đến đây cầu nguyện thì có thể tăng một số chỉ số cho mình, nó gọi là cái cầu nguyện. Cầu nguyện thì yêu cầu phải đáp ứng một số cái điều kiện, một số cái item gì đó. Rồi, cắt cánh.
Cái gì nào cái gì? Vị thần của sự mùa màng và thu hoạch. Đó có một vài con cáo á. Cảm ơn vị thần. Xếp đi em. Đã quá không? Có cổng đền đó đó luôn kìa. Mình chặt được cái tre này không? Không. Cái tre này nó cứng hơn cái cây gỗ kia nữa. Cần cái săn hô lấy thịt về cho em ở nhà nữa. Hồi nãy mình săn hô dễ lắm mà. Game này chỉ có đói thôi, không có khác nha. Cảnh ở đây thì đúng đẹp luôn. Thôi chết tôi rồi. Ừ, hên đi ra được. Trời 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 trời, té mất máu nữa. Cái này đẹp quá vậy. Ôi con này chắc của thần linh đó. Phải không? Con này của thần á. Đụng vô là mang tiếng. Hên là nãy có sếp rồi đó. Trời ơi con game thiệt. Cây cú. Chơi mà gắt hoài nha. Mấy con khỉ nó tắm ở cái suối nước nóng nè. Giờ này load game cũng hơi bị lâu. Nó đến đi nhanh lên. Đang cai. Hồi nãy 30 phút đến một lần là tôi cai chứ rồi đó. Hồi nãy mình nhặt được hai cái vỏ chiến chim ngay đây đây. Một cái nữa ở đâu hướng này. Đẹp.
Cái cầu này thì trước sau gì chắc mình cũng phải sửa nè. Đây là một cái trong số những cái dự án đặc biệt thôi. Mình có thể tìm những cái dự án này trên khắp cái bản đồ. Có thể là cái vận chuyển sản xuất hoặc là cái cầu nguyện phòng gì đó. Ở cái thị trấn Nata này. Còn phải lên đốc nữa thì mới can thiệp được vô mấy cái đó. Khu này gì đâu hết trời. Không nhận con này cảnh đẹp đi chứ. Đây này phải qua anh đầu không? Cái mới anh xong rồi nè. Rồi, tạm biệt em. Nhà em đẹp quá vậy. Trời, em có cái đống trứng nấm củ hành luôn. Mà không nên đấy đâu. Nhà người ta giàu sang cửa rộng có nguyên cái đền thờ ở trong luôn. Em sống mình hả? Thôi, được. Em cứ làm công việc của mình đi. Đốt thêm vài cái cây đem về để dành. Kìa con thỏ kìa, hai con thỏ nó chạy nhanh quá à. Đó, tiêu điểm tướng của chúng ta đây. Được cứ 8 miếng thịt à. Ủa? Ủa? Ở đây có cái event gì nữa? Làng của mình ở dưới này. Ở đây có đường đi xây xỉn sổ gì ta? Sẽ về level không rồi. Thích cái nhà mới không em? Mọi chuyện như bắt đầu thôi. Rồi bây giờ thì làm sao nào? Làm sao để mình mà đưa cái thịt cho em nó được nè. Đây có bùi được cái hòm ở trong nhà. Không chừng mình bỏ thịt vô đây là được quá. Em ở đâu rồi? Rồi về nấu rồi, có biết vô đây lấy thịt này đi nấu không? Không biết. Em có những cái máy gì cơ?
Nội thất hả? Đây. Sao vậy? Sao ta? Dọn hết mấy cái này mới đủ cái gián ép. Rồi bây giờ mình có dọn hết cái khu này luôn rồi. Chống quang chống bát là đẹp rồi đó. Dân ép rồi. Cái dáng đó là kiếm từ đâu ta? Chắc phải có cái nhà xử lý gỗ. Ôi, đây là cái khu mà để đồ nè. Rồi che lấy ở đâu? Cây này cây bị cháy, trời ơi. Che thì mình vẫn chưa lấy che được.
Coi kỹ lại. Đây 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 đây. Tấm gỗ. Mình có là 6, 18. 18 gì chặt tầm 7 cây rồi vừa. Năm cây. Rồi, về. Xếp. Thôi gắt phát nữa cái là báo đời luôn. Vẫn đi tối ngày nhõng nhõng ngoài đường. Rồi không có dán gỗ mà sao mà làm. Tám cái lận mới đủ. Rồi chưa kể cái vách nữa. Trời ơi. Mấy cái này thì không có gỗ luôn. Xong tôi rồi. Xây tầm bậy nhiều quá. Giờ hết tài nguyên quan trọng.
Đúng cái. Hy vọng đừng có dính vô mấy tấm giấc nữa. Nếu có rồi thì không có bán ép. Không mà làm. Gấp cái này thì không có. Phải là chế được cái nhà đó thì từ cái đó mới ra cái bán ép. Rồi xong luôn. Rồi thôi, hôm nay ngừng ở đây thôi. Có thời gian rồi vừa chơi tiếp con này. Trên con Cudi Nasty. Game rất là thú vị nha.